Xin chào các bạn nhé. Đấy thì hôm nay thì bác sĩ sẽ chia sẻ một cái video dành cho những trường hợp bị viêm tai giữa nha, từ 1 tháng tuổi trở lên. Đấy, đối tượng là người bị viêm tai giữa, có thể là viêm tai giữa cấp này, hoặc là viêm tai giữa mãn này, hoặc là những cái trường hợp gọi là bị tái đi tái lại rất là nhiều năm rồi. Đấy, hoặc những cái trường hợp gọi là chảy mủ trong tai ra này, đau này, sốt này, đấy những cái trường hợp như vậy. Thì hôm nay bác sĩ sẽ làm cái video này dành cho những cái trường hợp như thế nha. Bác sĩ là chuyên ngành y học cổ truyền đấy, và bác sĩ cũng là người nghiên cứu về cái bệnh viêm tai giữa này 10 năm nay rồi đó. Và bác sĩ cũng có một cái nhóm gọi là hội những người có con bị viêm tai giữa đấy. Thì đây, cái hội này như thế này đấy mọi người, là có hơn 18.000 người trong cái hội nhóm này. Và bác sĩ cũng là người chia sẻ rất nhiều cái kiến thức về những cái vấn đề về cái bệnh viêm tai giữa này, về cách phòng bệnh, chăm sóc đấy, tất ở trong cái hội nhóm này. Và cũng đã tư vấn cho hàng vài nghìn người rồi mọi người, bây giờ thì không thể nhớ hết được nữa, bởi vì là cứ càng năm càng lúc này càng nhiều hơn đấy. Và sắp tới chuyển mùa đúng không, thì tỷ lệ những cái trẻ bị viêm tai giữa này, viêm mũi này, viêm tai, viêm họng nó tăng nhiều lên. Cho nên bác sĩ sẽ làm một cái video này để chia sẻ cùng với mọi người nhá. Cái bệnh viêm tai giữa này thì bác sĩ đã có viết một cái bài viết nhá, thì có đầy đủ này, nguyên nhân của nó này, triệu chứng ra làm sao này, rồi cách điều trị nó như thế nào, cách phòng bệnh ra làm sao, và tại sao nó cứ tái đi tái lại. Đấy, đặc biệt là cái bệnh này nó hay tái đi tái lại, lai dài như tai mũi họng mà. Đấy, mọi người chịu khó đọc cái bài viết này, bác sĩ đã ghim ở bên dưới phần bình luận của cái video này nhá. Trong này á, trong cái nội dung bài viết đó, bác sĩ có nhắc đến một cái vấn đề, đó là tại sao những đứa bé cứ hay bị tái đi tái lại, có những trường hợp bị tận mấy năm liên tục như vậy. Đấy, thì trong này có một cái nguyên nhân. Rất là nhiều bé là cứ dùng kháng sinh đúng không, hạ sốt này, chống viêm này đó, và càng lúc càng tăng liều lên. Đấy, thì như thế khi mình dùng kháng sinh này, hạ sốt, chống viêm, đấy là những cái thuốc nó vào vừa trị bệnh nhưng mà nó cũng làm giảm cái sức đề kháng của cái đứa bé xuống. Cho nên là khi sức đề kháng của nó giảm xuống đúng không, thì các cái yếu tố nguyên nhân gây bệnh từ bên ngoài, nào vi khuẩn, virus, rồi những cái tác động từ bên ngoài đi vào cơ thể nó, thì lúc đó nó không có cái gì ra để chống đỡ cả, sức đề kháng nó kém. Đấy, cho nên là nó lại dễ mắc bệnh. Mà khi nó mắc bệnh thì mình lại tiếp tục dùng thuốc đấy vào đúng không. Đấy, dùng thuốc vào thì nó đỡ được cái thời điểm đó, nhưng sức đề kháng của nó lại bị giảm. Đấy, do vậy là nó tạo ra một cái vòng xoáy như vậy. Đấy, dùng thuốc thì làm giảm sức đề kháng, sức đề kháng giảm thì dễ mắc bệnh. Đấy, khi mắc bệnh thì lại dùng thuốc. Đấy, nó tạo ra một vòng xoáy luẩn quẩn như thế, và chúng ta không thể thoát ra được. Đó, thì đó là cái vấn đề sức đề kháng của đứa bé đó, nó bị suy yếu rất là nặng nề. Đấy, thì cái điều trị cái bệnh này, cái quan trọng nhất là chúng ta phải làm sao để nâng được cái sức đề kháng của đứa bé lên. Đấy, nâng cái thể trạng của nó lên, thì khi tác nhân bên ngoài vào thì cơ thể của nó mới có cái để chống đỡ lại cái đó, thì cái đó mới là cái an toàn. Và để cho đứa bé nó tự chống đỡ với là cái bệnh tật mới là cái quan trọng nha mọi người nha. Đấy, cho nên là hãy quan tâm đến vấn đề tăng sức đề kháng cho con mình trước. Đấy, tuy nhiên đúng không, khi bị bệnh không có thuốc men gì thì nó làm sao mà khỏi được đúng không. Thì hôm nay thì bác sĩ sẽ đưa ra một cái giải pháp cho mọi người, và cái này bác sĩ đã áp dụng cho hàng rất là nhiều nghìn bệnh nhân, rất là nhiều nghìn người đã sử dụng cái sản phẩm này và đã dùng cái giải pháp này rồi. Đấy, thì đó là cái mộc tố đằng nhá. Bên bác sĩ là có cái mộc tố đằng này, cái này là thuốc để nhỏ vào tai này, nhỏ vào mũi này. Đấy, bởi vì mũi với tai nó thông nhau. Đấy, cứ viêm tai, viêm mũi họng một thời gian là nó sẽ đi lên cái tai của mình. Đấy, thì chúng ta sẽ sử dụng đến cái mộc tố đằng này để nhỏ vào mũi và tai cho bé. Đấy, thì cái mộc tố đằng này thì cái thành phần của nó nhá, thành phần của nó thì là từ chiết xuất từ cái cây tố mộc. Đấy, thì cái này nó có tác dụng là hoạt huyết hóa ứ. Đấy, và nó tiêu viêm được nha mọi người nha. Đấy nha, cái lọ của nó bên trong như thế này, và nó có cái tờ hướng dẫn để sử dụng như thế này nha. Đấy, đây nha mọi người này, đây là cái lọ mộc tố đằng, mà cái này thì rất rất nhiều người đã sử dụng rồi nha, không biết là mấy nghìn người, mình cũng không nhớ được nữa. Đấy, thì trong này nó có 8 ml thôi, có 8 ml thôi. Đấy, và màu của nó là màu đỏ nha,
màu nó màu đỏ. Cái màu này là màu của cái thành phần chính của nó là cái tố mộc. Đấy, cái tố mộc cho nên là nó có cái màu nó hơi đỏ đỏ như thế. Đây nha, bác sĩ sẽ cho mọi người xem luôn là cái thuốc nó như thế này nha. Đây. Đây, cái thuốc thì nó có cái màu này nha mọi người nha. Đấy, thuốc thì có cái màu này này. Đấy thì là cái cách dùng của cái này nhá. Cách dùng của nó thì mỗi lần nhỏ thì mình nên, nếu như có cả viêm mũi, cả viêm tai ấy, thì mình nhỏ cả mũi cả tai. Đấy, cả mũi cả tai cho bé nhá. Đấy, nhỏ mũi thì mình cho bé nằm ngửa đó đây, nhỏ mỗi bên như thế 2 đến 3 giọt. Đấy, và mình giữ nguyên một chút như thế. Còn đối với những trường hợp mà bị viêm tai mà có chảy mủ, đúng không? Viêm tai có chảy mủ thì là mình sẽ làm sạch cái mủ này trước khi chúng ta nhỏ. Đấy thì bác sĩ cũng có một cái video hướng dẫn cách làm sạch cái mủ tai này rồi. Đấy thì là mình chỉ cần là làm theo đúng cái hướng dẫn đó, thì lát nữa bác sĩ cũng để cái video mà hướng dẫn làm sạch cái mủ tai là ở bên dưới này. Mọi người vào bên dưới, mọi người xem cái video đó và chúng ta thực hiện theo như vậy là được. Đấy. Và cách nhỏ cái này thì chúng ta cũng cho bé nằm nghiêng này, mình nhỏ vào mỗi lần là 2 đến 3 giọt. Sau khi nhỏ xong mình ấn vào cái nắp tai này này nhá, ấn vào cái nắp tai này, ấn vào như thế này tầm 5 đến 7 lần để nó đẩy cái thuốc vào phía bên trong, sâu vào trong cái màng nhĩ của mình. Đấy thì nó mới đạt được cái hiệu quả nhá. Và lưu ý chúng ta phải giữ như thế nằm từ 5 đến 7 phút thì chúng ta mới được cho nghiêng dậy nhá, để cho cái thuốc nó ngấm cái đó. Và sau nếu như mà có hai tai thì chúng ta sẽ cho nằm nghiêng lại bên kia và chúng ta nhỏ theo hướng dẫn. Đấy, còn lại cái này thì cái hiệu quả của nó thì rất là nhiều trường hợp chỉ cần khoảng tầm 3 đến 5 ngày thôi là các cái triệu chứng nó đã giảm rất là nhiều rồi. Đấy, có những trường hợp sốt này viêm rất nhiều thì cái này nó cũng là cắt sốt này, làm giảm các cái triệu chứng rất nhiều. Còn cái này nhỏ thì trong 5 ngày đầu, đấy thì mình nhỏ một ngày 2 lần. Đấy, sau đó sau 5 ngày tiếp theo mình nhỏ mỗi lần như thế là một ngày như thế là một lần. Đó, và sau 10 ngày thì chúng ta nhỏ thưa ra 2-3 ngày chúng ta mới nhỏ một lần thôi. Đấy, như thế là tầm hết một cái lọ này là đã ok rồi nhá. Nhìn lọ thì nhỏ nhỏ thế này thôi, nhưng mà nhỏ nhưng có vỏ đấy. Đấy thì mình sẽ thường là chỉ cần một lọ. Còn những cái trường hợp mà bị viêm mũi dị ứng, viêm mũi nhiều đấy. Đấy thì là chúng ta sẽ có thể là phải dùng đến 2-3 lọ. Đấy, hoặc là những cái trường hợp đấy, hoặc là những cái trường hợp nhá, những cái trường hợp mà bị viêm mũi cơ địa dị ứng quá nặng hoặc là quá lâu đó thì phải chờ cho bé lớn lên chút rồi chúng ta sẽ dùng cái phương pháp cấy chỉ. Đấy, phải sử dụng cái phương pháp cấy chỉ nhá. Đấy thì chúng ta rất là sợ một vấn đề, đó là nhỏ cái này có ảnh hưởng cái gì hay không, đúng không? Đấy thì là như cái mộc tố đằng này đã được chiết xuất tinh chế cho nên là nó không có tạo những cái như ta thổi những cái bột vào. Đấy, nó không sợ nó bị bít bị tắc nha mọi người nha. Đấy, cái này thì nhỏ vào thì nó vẫn có một chút là những cái váng váng, gọi là có một cái màu hơi trắng một tí. Rất nhiều người thấy như thế và có điện về để hỏi, thì những cái đó là không có vấn đề gì, cái đó không có vấn đề gì nha. Sau một thời gian nó sẽ hết, vì cái thuốc nó phải bám lên được những cái tổn thương, những cái chỗ bị viêm thì nó mới có tác dụng được. Đấy, còn những cái trường hợp mà màng nhĩ đã thủng rồi thì nhỏ được hay không, đúng không? Đấy, những cái trường hợp màng nhĩ thủng rồi nhỏ cái này nó càng nhanh hiệu quả, bởi vì thế này, khi mình nhỏ vào cái thuốc này nó sẽ đi vào được sâu bên trong. Viêm tai giữa là nó bị ở bên trong cái màng nhĩ mà, đúng không? Đấy thì nó đi sâu được bên trong, nó làm tiêu những cái viêm ở bên trong nha mọi người nha. Cho nên là một số trường hợp mà bị căng phồng quá, cái dịch nó nhiều quá thì chúng ta vẫn phải chích để cho cái dịch đó nó thoát ra. Thứ hai, chúng ta nhỏ thuốc nó sẽ hiệu quả hơn. Đấy là những cái trường hợp bị gọi là bị thủng màng nhĩ thì chúng ta vẫn nhỏ cái này được rất là bình thường nhá. Đấy, còn lại cái độ an toàn của nó như thế nào? Đấy, mọi người sẽ quan tâm, sẽ lo lắng đúng không? Còn về cái này thì bên bác sĩ đã đưa cái này đi để kiểm nghiệm, kiểm định rồi. Đấy, cứ yên tâm về cái vấn đề, cái chất lượng của nó. Và bác sĩ khẳng định luôn trong này không có chất corticoid nha. Vì rất là nhiều người đang lo lắng rằng trong này có chất corticoid, nhưng mà không. Đấy, bên bác sĩ sẽ sử dụng hoàn toàn từ dược liệu. Đây, hiện tại đây, bên nhà bác sĩ là sản xuất ra các cái dòng cao dược liệu.
đấy, từ khâu trồng trồng cái dược liệu này rồi đưa về nhà máy sản xuất. Hiện tại bác sĩ có một cái gọi là hợp tác xã nông dược Tịnh Sáng Đường, đấy trồng mấy chục hecta cái dược liệu rồi, và có một nhà máy sản xuất với đầy đủ các máy móc công nghệ đấy, một nhà máy hơn 1.000 m², đó là cái nhà máy của bên bác sĩ đấy. Cho nên toàn bộ những cái sản phẩm này đều hoàn toàn từ thiên nhiên, từ thảo dược từ thiên nhiên, nên nó rất an toàn và lành tính nha. Cái này thì đã được đi kiểm nghiệm kiểm định rồi, và rất là nhiều người sử dụng hàng gần chục năm nay rồi, cũng chưa thấy một cái trường hợp nào phản hồi về cái vấn đề là tác dụng phụ hay là những cái vấn đề liên quan đến cái mộc tố đằng này đấy. Tuy nhiên thì bác sĩ cũng không phải nói là trường hợp nào cũng 100% trường hợp nào cũng khỏi hay hoàn toàn là khỏi, bởi vì nó còn phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố. Nhưng mà phần đa nha, các trường hợp sử dụng cái này đều là ổn đấy, và có những trường hợp bị hàng vài năm trời rồi đấy, nhưng mà sau đó là sử dụng cái này vẫn rất là ok. Nên mọi người có thể tìm hiểu thêm những cái phản hồi cũng như là những cái trường hợp cụ thể đã sử dụng cái này. Bác sĩ cũng để cái video ở bên dưới này, mọi người sẽ tìm để xem thêm các cái trường hợp đã sử dụng cái mộc tố đằng này nha mọi người nha. Đấy, ngoài ra thì những trường hợp mà có cái sức đề kháng kém, và đặc biệt là khi thời tiết nó thay đổi, nó rất là dễ bị dẫn đến các cái viêm mũi này, viêm viêm mũi, viêm họng ấy. Đấy thì sợ nó lây lên cái tai, chúng ta có thể dự phòng bằng cái cao bạch hò. Đấy, đây là cái cao bạch hò của bên bên bác sĩ nha. Đấy, cái này thì chiết xuất từ cái bạch bổ ra, nó giúp để bổ phế, làm tăng sức đề kháng, làm chống viêm, làm sạch các cái đường hô hấp và của mình, của đứa bé được nha. Cho nên là nó cũng phòng, dự phòng được cho mình luôn. Còn lại những cái trường hợp mà chúng ta bị viêm tai giữa này kết hợp viêm mũi họng mà lâu quá, nặng quá, thì chúng ta sẽ kết hợp cái bộ đôi này nhá, dùng cái mộc tố đằng này để nhỏ mũi nhỏ tai, kết hợp với cao bạch hò này để chúng ta uống, thì những cái trường hợp bị viêm tai, viêm mũi, viêm họng là sẽ giải quyết được rất là lành tính, và đặc biệt là nó tạo lại sức đề kháng, nó không làm ảnh hưởng đến cái sức đề kháng của đứa bé, cho nên là nó ổn định một cách bền vững. Nó kết hợp với mình biết cách chăm sóc đứa bé nữa thì là cái này nó ổn định được lâu dài nhá, nó không tái đi tái lại. Đấy, còn lại ai có câu hỏi gì, ai có vấn đề gì cần được chia sẻ, cần được bác sĩ tư vấn, thì mọi người cứ viết dưới cái bình luận đây nhá, mọi người đặt các câu hỏi thì bác sĩ sẽ tiếp tục để trả lời cho mọi người. Rồi ok, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở cái video sau nhá. Rồi xin chào tất cả mọi người.